Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hộp số NMRV size 63. Ở đây tôi có hộp số NMRV size 63, thì số truyền 1/100. Sau đây tôi sẽ mở hộp ra cho các bạn có thể thấy rõ bên trong. Các bạn thể lấy nhìn hộp nguyên như này. Các bạn mua hộp số NMRV tại Đại Kinh Bắc thì các bạn sẽ có hộp nguyên như này, được dán băng dĩnh khá là kỹ. Sau đây tôi sẽ mở hộp ra xem bên trong hộp số có những gì. Các bạn có thể thấy hộp số được bọc khá là kỹ bằng một lớp túi bóng. Sau đây tôi sẽ gỡ cái lớp túi bóng này ra để các bạn có thể nhìn rõ được bên trong của hộp số nó như nào. Những phụ kiện đi kèm một số NMRV thì sẽ có 4 cái ốc để bắt vào mặt bích của motor. Cốt vào và cốt ra của hộp số đều được bảo vệ bởi cái nắp bằng nhựa để tránh bị xước xác hoặc là biến dạng trong quá trình vận chuyển. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái lắp dầu. Nắp dầu có một cái lỗ nhỏ để khi hộp số hoạt động thì sẽ không bị ép lực mạnh để tránh hiện tượng là dầu bị ép ra ngoài. Hộp số NMRV size 63 thì có vỏ bằng nhôm, trục vít bằng thép chịu lực và bánh vít bằng đồng. Sau đây tôi sẽ đo một số cái thông số cơ bản để cho các bạn thấy. Ở đây tôi sẽ đo nỗ cốt vào của hộp số, nó là 19 mm, đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Và đường kính lỗ cốt ra của hộp số nó là 25 mm. Khoảng cách giữa tâm nỗ ốc trước và nỗ ốc sau của hộp số nó là 100 mm. Khoảng cách giữa tâm nỗ bên trái và tâm nỗ bên phải của hộp số là MRV nó là 85 mm. Và mặt bích ở đây là mặt bích Farmside 80B5. Đường kính của mặt bích nó là 200 mm. Để các bạn dễ hình dung về hộp số NMRV khi lắp trên motor thì sau đây tôi sẽ lắp hộp số NMRV size 63 vào motor công suất 1 HP tương đương với 0,75 kW. Và hộp số NMRV size 63 thì có tỷ số truyền từ 1/7.5 đến 1/100, và thường là lắp cho motor công suất 1 ngựa là 0,75 kW. Ở đây tôi có motor Bonfiglioli của Italia. Bạn có thể thấy hai màu của motor và màu hộp số khá là tương đồng. Khi lắp vào với nhau thì sẽ khá là đẹp. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Và về ưu điểm của hộp số là MRV vào nhôm thì khá là nhẹ và có thể treo được lên. Và sau đây tôi sẽ lắp hộp số vào motor để cho các bạn thấy rõ. Các bạn chú ý cách tôi lắp và tránh có thể bị kẹp tay nha. Thể quay nắp đặt sao cho cốt ra có thể nằm ngang hoặc là cốt ra nằm dọc tùy theo cái thiết kế của các bạn. Khi nắp đặt mà các bạn có thể quay các hướng khác nhau. Để tìm hiểu về hộp số NMRV size 63 cũng như là các hộp số NMRV size khác, các bạn có thể truy cập trong web daikinhbac.com để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.